Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách thanh toán đơn hàng trên kinh doanh online AZ thông qua hình thức Momo, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ truy cập vào kinh doanh online AZ.com. Bước tiếp theo, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn. Rồi, tôi sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản của tôi. Rồi bạn nhập mật khẩu. Rồi bạn tiến hành đăng nhập. Ok, như vậy là chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản của kinh doanh onlineaz.com rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn khóa học, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn một cái khóa học mà chúng ta muốn đăng ký. Rồi tôi sẽ lựa chọn một khóa, ví dụ như khóa này, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ click vào thêm vào giỏ, click vào xem giỏ hàng. Rồi bước tiếp theo thì tôi sẽ kéo xuống và click vào tiến hành thanh toán. Tiếp theo thì tôi sẽ điền đầy đủ các thông tin vào, đúng không ạ? Họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Rồi click vào hình thức quét mã Momo. Rồi tiếp đến các bạn click vào tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản. Click vào đặt hàng. Ok, bạn sẽ được điều hướng đến cái trang như thế này. Rồi, đơn hàng của bạn đã được nhận. Việc tiếp theo của bạn sẽ là bật ứng dụng Momo lên và quét cái mã này, đúng không ạ? Nhớ ghi chú. Đúng không ạ? Nhớ ghi chú cái mã đơn hàng này vào trong cái phần ghi chú chuyển tiền. Và đây là cái số tiền mà chúng ta cần phải thanh toán. Và sau khi bạn thanh toán xong thì bạn sẽ nhận được cái email, đúng không ạ? Gửi về cái địa chỉ email của bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn thành công.